Con mèo đã sống 1 triệu lần, Sano Yoko. Lời giới thiệu: đây là một truyện tranh nhi đồng rất nổi tiếng ở Nhật, được chọn vào danh sách các truyện chọn lọc dành cho trẻ em. Hơn nữa, ngay sau khi xuất bản, các tạp chí đã bình luận rằng đây cũng là một truyện dành cho người lớn. Và cứ đến dịp Valentine Day, cũng có những người lớn mua làm quà tặng cho nhau. Truyện xuất bản lần đầu vào năm 1977 và cho đến năm 2006 đã tái bản đến lần thứ 86. Có một con mèo đã sống 1 triệu năm rồi mà vẫn chưa chết. Nó đã từng chết đi 1 triệu lần, rồi sống lại 1 triệu lần. Một con mèo vằn bảnh bao. Có 1 triệu người đã yêu thương con mèo ấy và 1 triệu người đã khóc khi con mèo ấy chết. Mèo thì chưa khóc lần nào cả. Có dạo, nó là con mèo của đức vua. Nó mới ghét đức vua làm sao? Đức vua rất giỏi đánh trận, ngài suốt ngày chinh chiến và luôn bỏ mèo vào một cái giỏ lộng lẫy mang theo ra chiến trường. Một ngày nọ, mèo trúng phải một mũi tên bay tới, lăn ra chết. Đức vua đã ôm mèo vào lòng mà khóc giữa trận chiến. Rồi, đức vua bèn ngưng chiến, trở về lâu đài. Ngài chôn cất mèo trong khu vườn của hoàng cung. Có bận, nó là con mèo của một thủy thủ. Nó mới ghét biển làm sao? Chàng thủy thủ đã mang theo mèo đến khắp các đại dương và hải cảng trên thế giới. Một hôm, mèo bị rơi từ trên tàu xuống biển. Mèo không biết bơi. Chàng thủy thủ vội vàng quăng lưới vớt nó lên, nhưng mèo ta đã chết đuối. Chàng thủy thủ ôm con mèo như miếng rẻ sũng nước và khóc òa lên. Rồi anh chôn mèo dưới gốc cây trong công viên nơi một thành phố cảng xa lạ. Có kiếp, con mèo thuộc về nhà ảo thuật trong một gánh xiếc. Nó mới ghét xiếc làm sao? Hàng ngày, nhà ảo thuật cho nó vào trong chiếc hộp rồi cưa làm đôi. Sau đó, ông lấy mèo mướp vẫn bình an vô sự ra khỏi hộp và nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Nhưng đến một ngày, nhà ảo thuật mắc sai lầm. Ông cưa đôi con mèo ra thật. Nhà ảo thuật hai tay xách mèo mướp đã bị cưa làm đôi, khóc thật to. Không một ai vỗ tay khen ngợi ông. Nhà ảo thuật chôn mèo mướp ở phía sau căn nhà nhỏ của gánh xiếc. Có bận, nó là con mèo của một tên trộm. Nó mới ghét tên trộm làm sao? Tên trộm dắt nó theo, lượn quanh các con phố tối om, chân đi khẽ như mèo. Tên trộm chỉ lần vào trông chĩa những nhà có chó. Trong lúc con chó đang sủa con mèo thì hắn khoáng sạch két tiền. Một ngày kia, mèo mướp bị chó cắn chết. Tên trộm ôm mèo cùng với những viên kim cương mà hắn đã ăn trộm được, vừa khóc vừa lầm lũi đi giữa phố khuya. Rồi hắn về nhà, chôn mèo trong khu vườn nhỏ. Lại có lần, nó là con mèo của một bà lão cô độc. Nó mới ghét bà lão làm sao? Hàng ngày, bà lão ngồi ôm mèo mướp bên ô cửa sổ nhỏ, lặng nhìn ra ngoài. Còn con mèo ngủ cả ngày trên đùi bà cụ. Chẳng bao lâu sau, mèo mướp chết vì già yếu. Bà lão già nua ôm con mèo già nua đã chết, khóc hết một ngày. Rồi bà chôn con mèo dưới gốc cây trong vườn. Có dạo,
Nó là con mèo của một bé gái. Nó mới ghét trẻ con làm sao. Cô bé luôn điệu hoặc ôm thật chặt mèo đi ngủ. Lúc cô bé khóc, nước mắt rơi trên lưng mèo mướp. Một hôm, mèo mướp bị dây điệu quấn vào cổ và chết trên lưng cô bé. Cô bé ôm con mèo, cổ đã ngoặt ra, khóc suốt một ngày. Sau đó, cô chôn mèo mướp dưới gốc cây trong vườn. Mèo đã chết không biết bao lần, nhưng chẳng hề chi. Một lần, mèo chẳng phải là của ai cả, mà là mèo hoang. Đó là lần đầu tiên mèo được là của chính mình. Mèo yêu chính mình lắm. Là vì mèo đã trở thành một con mèo mướp bảnh bao. Mèo cái nào cũng mong được mèo để mắt tới. Có con đem đến cho mèo một con cá lớn. Có con tặng mèo một con chuột hào hạng. Có con đem đến tặng mèo cả quả matatabi quý hiếm mà giống mèo rất thích. Lại có con còn liếm cả những đường lông vằn vện của mèo. Mèo nói, ta đã từng chết 1 triệu lần rồi chứ bộ, đâu phải đợi tới bây giờ, vớ vẩn. Là vì mèo chỉ yêu chính mình hơn bất cứ ai khác. Chỉ có một nàng mèo trắng xinh đẹp, không thèm để mắt tới nó. Mèo mướp tiến lại bên nàng mèo trắng và nói, ta ấy à, đã từng chết cả 1 triệu lần rồi. Vậy sao? Mèo trắng đáp gọn lỏn. Mèo mướp hơi tức giận, bởi dù thế nào, nó cũng tự yêu mình hơn tất cả. Ngày hôm sau, rồi ngày tiếp theo nữa, mèo mướp lại đến bên mèo trắng và nói, em vẫn chưa sống trọn 1 lần đâu. Vậy sao? Mèo trắng chỉ đáp lại có thế. Một ngày nọ, nó đến trước mặt mèo trắng, nhào lộn 3 vòng rồi nói, ta đã từng là con mèo làm xiếc đấy. Nàng mèo trắng chỉ nói, vậy sao? Ta ấy à? Mèo mướp bò lửng câu nói, rồi nó hỏi mèo trắng, muốn ở bên em 1 triệu lần có được không? Vâng, mèo trắng trả lời. Mèo mướp luôn ở bên mèo trắng. Rồi mèo trắng sinh ra 1 bầy con dễ thương. Mèo mướp không còn nói câu ta ấy à nữa. Nó đã yêu mèo trắng và bầy con hơn cả bản thân mình. Chẳng mấy chốc, bầy mèo con đã lớn, mỗi đứa đi 1 ngả. Vậy là chúng cũng đã trở thành những con mèo mướp ra dáng lắm rồi. Mèo mướp nói đầy vẻ hài lòng. Vâng, mèo trắng nói, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ dịu dàng. Mèo trắng dần già đi. Mèo mướp kêu lên những tiếng gừ gừ ngày một dịu dàng hơn. Mèo mướp mong được sống mãi cùng mèo trắng. Đến một ngày, mèo trắng lặng lẽ nằm bất động bên mèo mướp. Lần đầu tiên, mèo mướp khóc. Đêm xuống, bình minh lên, rồi lại đêm xuống, bình minh lên. Mèo mướp khóc đến cả 1 triệu lần. Đêm xuống, bình minh lên, rồi một buổi trưa, mèo mướp ngừng khóc. Mèo mướp nằm lặng lẽ bất động bên mèo trắng. Mèo không bao giờ còn sống lại 1 lần nào nữa. Kiss me, baby, pure. Hawk shall.
Câu chuyện dành tặng cho Smokey, em mèo lông xám dễ thương và đáng yêu. Mong em, dù thế nào, vẫn luôn là em mèo hạnh phúc.